mà chuyện qua tôi nói thiệt nha, tôi tưởng nó đi luôn rồi đó. Tự nhiên đang nói chuyện với tôi là mẹ ơi sao con mệt con tối thở, thế nằm ngay lên nhà tôi la của anh ơi thằng Long nó mệt nó khó thở rồi. Ở trời tôi tưởng nó tôi mất thêm thằng nữa rồi đó cô Tú. Hello, xin chào toàn thể của chú anh chị ha. Thì hiện tại bây giờ Tú đang có mặt tại bệnh viện. Thì về vấn đề việc mà được con trai của cậu Sáu cả nhà. Thì hôm nay thì Tú cũng được những anh chị ủng hộ để đến giúp đỡ gia đình của cậu Sáu. Ok, thì giờ mình sẽ cùng với cậu Sáu đi lên trên bệnh viện coi như thế nào cả nhà ơi. Rồi đi, chạy đi cậu Sáu ơi. Tạm dừng tham gia để vô trong cái cổng nha cả nhà. Giờ vô cổng chưa vô được đó. Không có thẻ phải vô. Em nói đừng quay nè. Ủa bệnh viện mình làm gì mờ ám sao cho quay anh? Đây là không cho quay. Ủa bản cấm đâu anh? Cái nhà thì hiện bây giờ thì phải cái cầu Sáu điện lên trên chợ ảnh, tại vì đang nằm mùng 5 chánh á, điện lên chợ ảnh kêu con ổng đi xuống cái giò thì không được, bây giờ lên lên không được thì bắt buộc bây giờ phải kêu nó đi xuống đây ra ngoài này nè để mình mới hỏi hang mình quay này nọ mọi người xem được, chứ bây giờ bệnh viện thì nó không cho vô mà không cho quay nữa làm sao giờ đây. Cậu Sáu mới lấy thẻ à, thẻ vậy bệnh viện nó cho quay làm sao vậy? Nhưng không có thẻ thì vô được nhưng mà nó không cho quay thì cũng vậy thôi. Ừ. Ác thiệt, bệnh viện là cái nơi mà ai người ta vô thăm bệnh tao vô, nhưng mà cái là ví dụ người ta quay người bệnh nọ tao không giúp thôi có gì đâu, làm chuyện xấu xa lắm mà giấu không cho tao quay. Thường thấy thiệt, ngoài trừ quân đội tôi mới không cho quay thôi, bệnh viện thiếu trai gì người quay, chưa tới nhà xác tôi quay luôn, cấm gì cấm kỳ ôm. Ừ, cái con số nó không xuống được hay sao? Hả? Nó xuống được. Xuống được, giò nó xin xuống. Bây giờ mình vô mà vô không được, rồi bây giờ siêu mà vô được chắc nữa nó không cho quay làm sao vậy đây? Đây gì? Ác thì chứ. Ở trên phòng cho anh thì không có ai chứ. Biết rồi, biết vậy rồi, nhưng mà vô vấn đề vô trong nè. Vô trong vô không được, nhưng bây giờ đưa thẻ ra anh vô không cho vô luôn. Đưa thẻ không cho vô luôn? Ừ. Kỳ vậy? Biết đâu bị mẹ nó. Giờ không cho vô đâu. Bữa nay cho anh giờ này lên ăn vô rồi giờ này nó không cho. Đi khùng như vậy. Bệnh viện ngộ rồi, gây thanh bệnh cũng không cho vô nữa rồi. Thằng gây nữa. Ngày trừ giờ còn cách cuối cùng là kêu nó ra thôi chứ giờ vô không được rồi. Ra mà nó tút ở trên lòng 5. Thì thằng máy tới cái một ở đây rồi. Để coi nó vô cổng rồi sao. Thằng máy chỉ đi muốn chết rồi, lại cái thằng máy nó có cái nút đi bấm xuống vậy nè. Bấm vô cái nút đó. Rồi cái thằng máy chạy lên rồi mình lên thằng máy bấm xuống là xuống chỗ bộ vụ xuống tầng 1 hay tầng chạch đó. Từ chữ G á. Bấm cái chữ G là xuống tầng ngay tầng chạch dưới này. Bước ra đi ra đây thôi, dễ chết.
đây đi đến quay mà gặp tình huống này hết ham thế trời. Sớm giờ vô ra cũng bình thường không giờ. Alo. Đã nói gì? Biết sao nói. Đưa nó xuống được không biết nữa. Đưa nó xuống đi đẩy ra ngoài đây nè. Có cái xe. Xe cá đóng đó. Mà cũng khó. Dạ. Sợ bác sĩ hay bác sĩ chứ không cho nằm viện. Sao không cho được? Bác sĩ nào không cho nằm viện? Nè, cứ nói viện. Alo. Bây giờ mở cái xe đẩy nào đó, có lên xe đẩy vô thang máy chở cho xuống này dưới này đi. Bác sĩ nào dám đưa Long về? Sao nó giờ bây giờ cho nên bây giờ mình đẩy không nó đẩy vòng cho nó thoải mái chút xíu. Mất thằng bác sĩ nào dám mà không cho làm viện. Ra cổng có vậy luôn. Ừ. Không có thằng bác sĩ nào mà dám có cái quyền nào mà không cho bệnh nhân ta làm viện nhé. Mẹ đi làm viện phải đi học đâu cũng đủ đuổi hả? Đợt rồi đến nay nó chết nó nằm viện trên Sài Gòn đó. Trời nó đuổi ra không còn người luôn mà nó nằm trong chỗ nó giật mình ngoài này nhìn gục vô nó không cho vô bảo vệ không cho vô đó. Hai vợ chồng chửi quá trời chửi bảo vệ luôn mà chửi nó không cho vô. Lý mẹ thì nhìn mình ở ngoài này mình nhìn vô con mình đứt ruột luôn leo lên cửa này nè là nhìn vô thấy rồi bị để ba cấp cứu chạy chứ đó. Ở bệnh viện lãng thì người thằng ở chỗ đốc thân của người ta mở video là sao? Đợt đó là nó bệnh là nó hết biết gì mà chỉ là nó giật không đó. Trời ơi, nhìn phố ông Xuyên này, vô ầm, có gì đâu. Mà con cái là cái sao, nó không cho vô là những cái giờ mà giống như là cái giờ mà bác sĩ ta khám bệnh á. Thì nó không cho vô. Đó đúng rồi, con này là ở trên. Còn cái giờ mà bình thường ra người ta thăm bình thường có gì đâu. Trên Bình Dương nó đang là nó không cho vô luôn. Ngoài trừ là cái giờ là bác sĩ vào trong buồng khám á, khám cho bệnh nhân thì ta đuổi ra ngoài phải rồi. Còn cái này gì đâu mà bệnh nhân cũng cho vô, người nhà cũng vô chợ. Vô trọng mà nó cho vô biết được nhiều không? 15 phút. Trong thăm 15 phút nó đi ra rồi. Nếu mà nhắm mà không ra đẩy được, cho đẩy ra cái thứ này nè. Đẩy ra đây được không? Quay ngoài vô nữa biết sao giờ, quay qua hàng rào luôn. Đi nước rồi à? Chai này cũng tú rồi. Nè, cái này có em nè. Mới uống rồi nè, uống cho đó đi. Được không? Rồi đợi chút xíu cho xuống rồi. Rồi cả nhà thì giờ đây, mỗi sáng vào đây nè. Tôi sẽ ngồi góc này tôi thui mỗi sáng luôn. Ông về thấy cái sao không ta? Thấy kệ ông nội đó chứ. Ngoài này đâu có gì đâu. Ngoài khu vực quan phóng viên đó rồi, sợ gì nó nữa. Thì bây giờ đi vào trong á thì nó cũng không cho vô. Mà quay phim thì cho chồng nó cũng không cho quay nữa mọi người ơi. Bây giờ mở sáng ra đây, cổng sáng vào đây nè. Bây giờ ngóc ở ngoài chồng thì giờ nó bị cái giò vậy đi không được. Mà xe lăn cũng không có cho người ta đi nữa. Chắc bên vậy nè mà đi rồi kháng máu mũi nó sụt ra dữ dằn luôn. Bây giờ tình trạng sao rồi mở? Giờ dữ lắm luôn rồi, cũng không biết nói sao tả được nữa nè. Cái giò thì gỡ hình cậu cũng thấy rồi đó. Mà nó càng ngày nó càng nhiều luôn nữa, nằm ác nó ăn gì mà mau. Tại vì con là tính lên cho anh quay nó rõ hơn. Thì mình tính đi lên là mình chờ giờ nó cho chính xác hơn cái gỡ. Bây giờ bà ngựa ở đây giờ cái bệnh viện này nó không cho vào gì hết trơn. Cậu nói chuyện với nó đi chứ sao giờ. Đau lòng thiệt. Tự nhiên mau tức tì luôn đó hai cậu. Không trả nổi luôn. Giá sáng là thấy nó đỏ ở đây nè. Còn dứt tiêu mới cái chừng mỗi giờ là bắt đầu nó phát triển dĩ vậy luôn á. Ở đây nó ngủ quá luôn. Mà chuyện qua tôi nói thiệt nha, tôi đỡ nó đi luôn rồi đó. Tự nhiên đang nói chuyện tôi nè, ơi sao con mệt con tối thở. Thế nằm ngay lên người tôi la của anh ơi. Thằng Long nó mệt nó có khó thở rồi. Trời tôi tưởng là tôi mất thêm thằng nữa rồi đó cậu Tú. Không biết làm sao luôn thiệt. Bây giờ tôi nhìn thấy tôi đau xót luôn. Rồi giờ bác sĩ người ta chưa có cho biết thông tin chưa hả? Mình cho biết thông tin nữa. Chỉ hô thuốc này kia. Có khi nào mẫu không?
lúc mình xuống ở nhà mình xuống chị Tôn nghe. Dạ. Là chị Tôn cho mình cái lịch là thứ hai xuống mẫu, mình chích thuốc cho, uống thuốc cho gom lại đi. Là ngày mai hả? Là mai thứ hai ở dưới chị Tôn nghe, chứ mai đây. Rồi chở nó về cái nó lên, tự nhiên nó lên nó mệt với nó phát triển mau á đó, cái mình lên ba chút. Bà Trúc cho uống thuốc khỏe, bà Trúc nó thôi phải đi liền, đi ra bệnh viện cho đốc liền, cho chụp mẫu liền. Thì mình cũng là đi ra đây mình chụp mẫu liền, đặng cho nó khỏe cái giò. Cuối cùng thì cũng không có mà mẫu được, cũng nằm y sinh vậy luôn đó. Rồi cho uống thuốc rồi chích, sáng này chích hai mũi rồi đó. Qua thì đêm hôm chích mũi đặng cho nó ngủ. Thằng Lý ổng quá trời nó nhức rồi, rút mũ rồi ra, ông ấy kêu ổng rút mũ rồi ra ha. Rồi nói bác ơi chích cho nó mũi thuốc đi, mấy ngày nay nó ngủ không được rồi bác, tội nó quá rồi, ông mới vô lấy mũi thuốc chích cho nó ngủ. Là tới sáng mà bắt đầu chích nữa thì nãy giờ chích hai mũi thì nó cũng bình bình đợi, nhưng mà cái giò thì nó vẫn phát triển nhanh vậy luôn. Vậy là cái miệng phía trên bàn giò nó có ấy chưa? Có luôn, có miệng ra đó. Có miệng ra hả? Là cái miệng là hồi tối ông lấy kim ông chích vô á, chích đằng ông lấy ông chích ông lấy lên rút mũ ra đó. Dạ. Là ở trên nó có hai cái miệng rồi mà chưa có mở bự ra. Mở bự ra là tại vì chỗ này họ đi qua khó rửa nè, rồi mấy cô y tá chị Tôn mới cắt hơi bự ra bự lớn nè, đặng cho dễ rửa, đặng cho nhiễm trùng sống nữa. Mà cái đó mình chưa chụp gì cho xong chụp hình thế có gì nữa không? Chưa luôn. Sợ đạp gì chổng làm mũ á. Chưa chụp hình luôn á. Người ta lên chụp hình kỹ trời. Chưa chụp hình luôn á. Sao bệnh viện cho chụp hình nhỏ hả? Biết không? Đi vô pha cấp cứu rồi, pha bác cứu kêu đóng tiền 500 rồi là đẩy lên cho nó luôn tới giờ đó. Đáng lẽ là bị như vậy người ta phải chụp hình xem thử cái đoạn trong bàn chân có cái giặt gì trong đó hay không, nó làm mũ bàn chân được. Tôi nói với cậu Tú hai cậu là vô là bác sĩ nhìn đâu có nghĩ bác sĩ sót luôn đó. Mà ngặt cái thứ bảy chủ nhật làm gì giờ? Đó. Ngay trong cái ngày đó. Mà giờ lấy quay trời lấy quay cầm cho người cảnh cho người xem thì không được. Bây giờ cái cách leo gào vô leo gào vô chắc bị bắt luôn á. Không được leo gào bị bắt luôn á, bởi vì mới đưa cái thẻ ra mà còn chị nữa. Chút không biết ra ông vô nữa nè. Chút tôi đem đồ qua cho ông đi về luôn. Để nó làm cái quả miếng sao. Dịch bệnh. Cũng thay ca à. Dịch bệnh. Nó tắm cấm mình vô không tới tối luôn không? Không, nó có thời gian thôi, đâu có cắm hoài được. Thiệt rồi. Dịch bệnh nó cũng hạn chế người ta vô. Bởi vì mình nói thì cũng thông cảm cho người ta. Nãy được cái phiếu ra rồi thì tôi quay vợ cái nó thấy vậy không, nó nói cô đi ra luôn đi, không cho cô vô, cô ra luôn đi. Kêu ông đợi lấy cái phiếu đó. Đúng rồi, giờ là không có cần cách nào nữa cho giờ mình cho mọi sáu lên chảnh thì để mình gọi qua gọi video á. Rồi mình quay cho người xem chứ giờ không còn cách nào lên chảnh được chứ. Thậm chí người nhà tay này ngồi đây nè cũng không vô được nữa nè. Cha ruột mà vô không được. Lại tới cổng nè, đuổi rồi. Không có nhà thì giờ mình nói tới trên đây nè. Rồi sao rồi? Nhức hoài. Đỡ đỡ hơn của hổng. Cũng đang chích thuốc rồi cũng đỡ hơn của hổng. Nó bị hồi nào giờ? Chân bữa cũng tầm 49 ngày đi xẹt rồi đạp thì không được đạp gì. Không có đạp gì luôn. Dạ. Về lễ không có gì chống mà tới hôm nay cái làm đập nói già bác sĩ đã nói gì không? Sĩ nói uống thuốc vài bữa mổ rồi lên ra mổ cho nó gom lại mổ và cái mũ ra nhịn nứt cái đó mày luôn hả? Nứt cái tới ngoài cái con giữa út cái con danh của út thôi chụp cái đó luôn hả kiểu gì người ta cho chụp hình sao chưa lên là chủ nhật đó nên chưa làm thứ hai cũng làm nó chụp hình thử trong đó có gì không sợ nó có gì trong đó là mũ dạ thứ hai đâu mới chụp hình thôi. Dưới bằng giò này đạp dưới đây nè, cái này sưng xong ở chỗ mở ra xem thử được không? Mở ra sao? Nhảy vào cái nước. Quá trời, phía dưới nó mũ giống như là một nhọt. Nên lật phía trên đi. Quá trời phì vậy.
Mở hai bữa nay. Thứ hai là mổ hả? Dạ. Ngày mai ha. Dạ. Là ở trên nó lòi cái luôn hả? Ở trên này nó bị lủng lỗ hay ta phê phui phui vậy? Bác sĩ qua thấy nhất có ổng chích vô cho nó ra mũi bớt. Ừ. Đó, vậy nó gọn, nó lấy như bầm ký kìa. Mình thấy mũ phía ngoài đó, qua lớp da thấy mũ luôn á, trắng tươi. Dạ. Nhức dữ không? Nhức, tôi không nhức được mấy ngày ngủ luôn rồi, khóc không. Lúc mà mình đi đạp đi xe kia mình đạp cái gì đó mà có cảm giác đau không? Dạ thốn 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 kiểu thốn mà lỡ ra thì không thấy gì chứ tới vài ngày sau mới bị làm độc cái mới đi thổi thầy rồi thấy bớt bớt rồi ai ngờ đâu bị nhiễm trùng. Lúc mà bị đạp gì là cái thẹo nhỏ hả bự? Thẹo nhỏ xíu à, xuống bác sĩ ta lấy ra cái gọng rồi ta nặng ba cái mũ ra. Sáu ơi. À. Mày vô mà cầm cái máy mình coi nó đi. Cầm cái máy gì nè. Đi cái nút đậy nha. Ừ. Thì hôm nay mình đến đây á, thì trước đó mình live stream mình thông báo cho mọi người cái việc mà từ lúc thứ ba cũng có bị vấn đề cái tim đó nha. Thì mình thấy hiện tại bây giờ nó sưng rất là to, mủ rất là nhiều, chắc có lẽ là cái bị phẫu thuật. Thì khi của mình live stream thông báo kêu gọi á, thì ở đây có ba người giúp đỡ gia đình của bạn Sáu ha. Thì một bạn tên là Nguyễn Trung Kiên 200.000 đồng, với một người bạn tên là Cẩm Giang màn hình ở Đài Loan. Sẽ tắt màn hình nè. Cái tắt thì chấm gì nè. Một bạn tên là Cẩm Giang Đài Loan 1 triệu, và vợ chồng anh Phụng Thanh ở nước ngoài á 1 triệu nữa. Nhưng mà số tiền của anh Phụng Thanh này mình chưa nhận được, do là thứ hai mới ngay ngày nhận được, nhưng bây giờ mình sẽ chích tiền trong túi mình ra trước đưa cho mười sáu nha. Thì tổng cộng được 3 người được 2.200.000 đồng. Đi à? Thì cái máy tôi để, máy điện thoại tôi để dưới cái áo, máy điện thoại của cậu dưới cái áo. Bây giờ mình đưa mình tiền cho từng người nha, 200 của bạn Kiên nè. Đây là 1 triệu của một bạn tên là Cẩm Giang ở Đài Loan nha. Đếm mình, đếm đi. Ngay cõi đó con. Đến thì cho mọi người xem thôi thấy. À, đúng. Đây là luôn thấy nha. Còn 1 triệu này là của vợ chồng Phụng Thanh. Đến luôn. Rồi mày nói sao cho cô Tú nghe đây. Rồi mày nói sao cho cậu nghe đây. Thì số tiền đã đủ rồi. Thì qua video này Cưng có cái lời gì gửi đến Mạnh Quân không? Dạ cảm ơn Mạnh Hồng Quân, cảm ơn anh Kiên, cảm ơn Cẩm Giang, cô Cẩm Giang với vợ chồng Cụng Thanh. Cô Cụng Thanh đã giúp đỡ gia đình của con. Cảm ơn cô rất nhiều. Rồi sao cũng đã gia đình cũng cảm ơn luôn Tú ơi. Thì cái nhà thì hiện tại giờ thì chắc có lẽ ngày mai á, thì sẽ bắt đầu phẫu thuật ha.
để chắc có lẽ là con nghĩ chắc trong cái giò nó có cái gì đó, nó mới làm đập là mũ đó, cậu lên cậu thấy đó. Nhưng mà thấy nó xịt mũ hoài luôn á, thì chắc cái hình ảnh mình sẽ che mờ bớt lại chứ không để ghê quá người xem ta khó chịu. Thì do bệnh viện cái nhà thì bộ bên bệnh viện người ta không cho quay phim chụp hình, thì chắc có lẽ là mình sẽ đi về và cũng không có nán đây lâu được. Thì cảm ơn mọi người ha, cũng như là cảm ơn bạn Kiên và một bạn Cẩm Giang và anh chị Thuận Thanh đã giúp đỡ gia đình của cộng 16. Rồi đôi là mình cũng cảm ơn mạnh quân rất là nhiều nha. Mạnh quân mà giúp đỡ cho em đó anh chị. Rồi thì mình xin kết thúc clip của cả nhà.